Anh có biết anh đang học gì không? Không. Anh đang học yêu. Rồi chúng ta sau 5 phút sau lại quay trở lại Hải Triều. Mày có câu gì mới chưa? Có. Nghe đây này. Em có biết là anh đang học gì không? Không. Anh cũng không biết. Anh... Chiều. Vâng, và như các bạn thấy rằng là Sơn bắt đầu một video bằng cách rất là hào hức. Thực ra ngày hôm nay là ta có thử thách cho tất cả mọi người trong văn phòng, nhưng mà mày sẽ là người bắt đầu clip này. Tất nhiên. Đó là thử thách bằng nghề nghiệp của mình, chuyên ngành của mình. Hãy nói một câu tỏ tình. Được. Hay. Quá hay, quá hay. Anh có thể cầm trên tay rất nhiều điện thoại, nhưng anh không thể cầm được tay em. Đâu ở đây này. Mày chỉ có câu nào hay hơn Chiều không? Tao học quan hệ công chúng ấy. Đâu vậy? Nó nói như vậy. Quan hệ. Nó nói như các bạn trên mạng thì nó hơi khô, nhưng mà công chúng của em có anh hơn. Của em không? Nhưng mà mãi đến bây giờ em vẫn chưa tìm được đường để đến trái tim của anh. Mình nào khó tìm được. Anh Huy, ui thử anh thì sáng cân rồi. Thôi được, để anh đến với thử thách ngày hôm nay. Đó là hãy dùng nghề nghiệp của mình để nói ra một câu thả thính. Anh nhớ chị Hằng đang xem video này. Xuân. Anh có thể quản lý được cả 100 người, nhưng mà anh không nào quản lý nổi trái tim em. Hay không? Nhưng mong ước lớn nhất của em là trên tay con của chúng ta. Tuy em chỉ là cô gái bản tim, thế nhưng mà cả đời này em chỉ muốn tin mình anh thôi. Thôi cũng được ạ. Cũng được. Ôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với người tiếp theo. Mình đã được ăn rất là nhiều món trên đời rồi, nhưng riêng mình chỉ chờ được bạn ăn thôi. Anh à, dẫu môi em là son Louboutin ban cửu, anh có thể làm mờ được đó thôi anh. Nghề của anh bây giờ đang là MC. Nhưng thật ra anh chỉ muốn làm em vui. Chích Phúc Du. Nhưng mà thật ra nói về ngành học của anh thì anh học để trở thành một chủ tịch. Nhưng mà từ hồi gặp cô ấy xong thì anh chỉ muốn đưa cô ấy vào trong tủ chính. Ôi, ra đây, thử thách. Màu vàng này. Sao đây, gặp một quả rồi. Nó không màu vàng mà. Ngày mai em thử thách ở chị đây. Nghề nghiệp anh học, không? Nghề nghiệp với ngành học của chị đó hai cái khác nhau ấy. Cái gì cũng được một trong hai. Em đã ăn cả thế giới này, nhưng mà chỉ có anh là em vẫn chưa ăn. Anh làm quay phim, chỉ cần nhìn thấy em là anh muốn. Lập trình thì anh học lập trình. Nhưng anh chỉ muốn làm... À, không, anh chỉ muốn xem hoạt hình của em. Anh có thể review được rất nhiều máy, nhưng vẫn chưa thể đánh giá chi tiết được em. Điện. Nó phải thế. Đánh giá hiệu năng thôi em ơi. Mở hộp chiến tranh nhanh em ơi. Phim nhìn. Nào. Nghề của em à? Ừ. Học ngân hàng anh ạ. Ngân hàng, ok. Thì... tức là sau này em ra làm ngân hàng đúng không? Ừ. Em là Bella, em là người dân tộc ED, nhưng em chỉ muốn đê mê bên anh sắp tới. Đêm 7 ngày 3 vào ra. Để xem nghề em là gì nhỉ? Ôi, tôi cảm thấy một sự tình tự không hề nhẹ trong không gian này. Để xem nghề em là content đúng không? Content làm nội dung. Content, nghĩ đã.
mình open mind đấy. Từ từ em phải suy nghĩ, phải suy nghĩ từ từ. Thế nào? Em làm nghề viết content. Nhưng mà em chỉ muốn có con với anh thôi. Dài đi. Bệnh quá, cái này hơi bệnh, cái này hơi bệnh nhá. Bệnh, bệnh. Open mind lên. Ok, open mind. Thầy em bảo thứ quan trọng nhất của phim hình ảnh. Thứ quan trọng nhất của em là hình ảnh của anh.